Hello cả nhà, buổi sáng đầu cuối tuần thứ bảy, trước nhà mình im ắng. Người ta cũng có người ta đi làm. Yên tĩnh luôn. Bên kia có cái nhà, trước kia có cái nhà đang bán. Ở trước kia đang xe xe kia có cái bảng đó mà. For sale đó, nhà đã đợi mấy tháng rồi không thấy bán. Hello cả nhà, buổi sáng đầu cuối tuần thứ bảy, trước nhà mình im ắng. Người ta cũng có người ta đi làm. Yên tĩnh luôn. Bên kia có cái nhà, trước kia có cái nhà đang bán. Ở trước kia đang xe xe kia có cái bảng đó mà. For sale đó, nhà đã đợi mấy tháng rồi không thấy bán. Ồ, có một chị đi cho tới nhà. Hello chị, vô chơi. Thôi mình tắt đây các bạn ơi. Hello chị. Hello các bạn, hôm nay là có Dung à. chị Dung nè, anh chị Dung luôn, à, anh chị ghé thăm mình giúp mình chuẩn bị thi vô quốc tịch Úc. Chị có tài gì liệu tài liệu gửi tặng cho mình để mình học thi vô quốc tịch Úc nè các bạn. Thì em cảm ơn anh chị rất là nhiều. Đây là em cũng cố gắng em ôn rồi chuẩn bị cho cái kỳ thi tới. Đây đây là anh chị nè, ghé thăm mình chơi chơi với nhóc của mình đây. Dạ lần nữa là cảm ơn anh chị nhiều. Chưa giỏi đâu, chưa phải đâu. nhờ em cái nào mà em không biết là em nhờ anh chị ha, nhờ anh chị. Đây có vợ nè. Dạ Em giờ thì lâu lâu quá, lâu không quá cho nên nhiều nhà không nhiều thi. khi, dạ nhiều khi người nhà nó cấu gắt ra. Để thích học người ngoài. Người nhà nói không có tin. Luôn đi giúp đi học thi quốc tịch. Có được quà luôn các bạn. Dạ quà ở Việt Nam. Giờ là người Úc rồi đó. Ba chị, ba anh ha. Dạ ra rìa phải. Kia bà xã mình đang tưới cây. Mấy hôm nay trời mùa hè nắng nóng, cây cỏ đồ nó vàng hết, cỏ nhà mình ở trước đây nè vàng cháy khô hết rồi. Cái vài bữa nó đổ bê tông che nó mới mì hả, đổ cái góc đây thôi phải không, đi ra tới đây luôn cái gì chứ, chỗ nào gì có chút xíu đổ làm cái gì, em đổ ra tới đây luôn đi. Cái chỗ đây nó không cỏ nó cũng cháy vàng vậy, rồi che nó có đổ đổ nữa vậy chứ ai mà đổ con góc gì nó trong, người ta không muốn đổ ít quá không muốn đổ đâu, bông hồng mua đồ cháy hết trơn, nắng khủng khiếp. Cái đây cỏ mình cắt xong mình rải xuống. Vậy để xin mua cái bông hồng. Bông hồng nè, đâu mình cắt cây đó. Em cắt cái khúc nữa.
cây ra sau cây sống không? Gốc dề. Gốc dề sống không? Lần tôi đi ra ra đường chân. Rồi bữa nay đi vòng vòng đâu chơi ngon ạ. Trời ơi ấm, hồi sáng thấy lạnh ngắt mà hôm nay rồi nó sáng xì xuống xịt. Hồi sáng trời xấu bây giờ tốt chưa ta? Nhưng hồi sáng thì lạnh. Vậy còn cái đoạn trong kia nó cũng khô vậy. Có đổ đổ luôn vô kia luôn, có xe chạy vô đó che nó nhìn. À, chỗ đây hả? Chỗ đây mấy đổ luôn chứ di xe xe ra mệt đó, đổ luôn. Đổ chỗ đây chắc cũng ngàn mấy á, không nhớ đâu. Rồi coi lần này đổ chắc phải dù nó cắt cái chỗ đây luôn rồi. Tại vì cái dưới này á, là cái cây kia nó ra rễ nó đâm vô đây nó bị dợp cái tường này lên. Đây này các bạn thấy không, hồi đó cái rễ cây của cái cây này nó bò vô trong này đó. Mình mới lấy cái xà beng của mình này mình cắt cái khúc rễ đó ra. Bên này á hả? Bốn ô. Bây giờ nó cái rễ nó bị dợp xuống như này. Sau này nhiều chiếc xe người ta xe nặng đó. Xe mà giống xe truck, xe container nó vô nó chuyển đồ nhà ở đây nè, bị bể. Trời nắng. Còn cái cây này là mùa đông á lên. Nó khô nó rụng lá hết, chuẩn bị tới mùa thu nó rụng dơ. Nhà mình thì sao, ở chỗ đây cao sổ nó trồng cây dở dữ không biết nữa. Ô mấy bữa nay nắng cái lá này nó hồi hư luôn rồi sao á. Mấy hôm trước đâu lá đâu giống gì đâu, lá bữa nay nè nó khô giống như bị sâu ăn cái gì. Bụi nhỏ đây hả, khô bụi nhỏ tôi trồng cho nó chết luôn. Trồng cho nó chết để trồng cái cây khác lên gì đâu. Cái dùng chỗ mình đây cái cây gì đâu nó sâu sâu hình này. Không giống không cây. À đâu dám cắt. Bên này cắt là phạt đó các bạn, trả tiền đó. Luật lệ bên này có nhiều cái nó ấy lắm. Nó không mới tự ý như Việt Nam mình đâu. Việt Nam mình nhiều khi mình thấy mình cắt. Đây nè, vài bữa nữa là cái này rụng rồi. Ô nắng mà mấy cái đây là những cái trái đó nè. Trái nó không nghĩ nó rụng xuống. Dưa bay tùm lum. Cái cây này á, hôm trước á là nó rất là cao mà. Xong rồi cao sợ đụng dây điện trên này nè. Xong cao sồ nó cắt chính giữa hết rồi, cho nó cắt cái tàn ở trên. Ừ cái cây này mà trông cho nó chết thì vài bữa nữa tới mùa rác cắt bỏ luôn. Chết hả? Chết thiệt hả? Sao tự nhiên nó chết vậy ta? Khô chết nè. Ồ có bà già bà chạy xe đạp đi các bạn. Già tướng thể thao lắm.
Ở bên này là người ở Úc đó, họ cũng chạy xe đạp nhiều lắm, mê thể thao lắm. Tại đường bên này nó ngon quá, là đường tốt quá. Rồi xe cộ nó cũng rõ ràng, người ta không có chạy lấn lên lấn đồ nhiều đâu, cho nên an toàn, xe đạp nó chạy an toàn. Rồi có lên cho xe đạp này, các bạn thấy cái lên trước nhà mình nó có lên trắng trắng, có chiếc xe đạp nó vỉ gì đó luôn đó. Thì nó không có đụng chạm gì đâu.